ở đây người ta cho cái tay đường chất mà thở, ta dùng với dung dịch NaOH như vậy tay chúng ta có dạng là RCOO R phải để tác dùng với NaOH ở đây tạo thành RCOONa cộng R phải OH ở đây người ta đề cho là chúng ta sẽ thu được Gammy và trường này gamancol như vậy y của chúng ta là 5,76 gram Anco này là 3,6 gram Bây giờ người ta đốt cháy hoàn toàn mũi y thì thu được CO2 nước và Na2CO3 RCOO Tác dụng oxy phần cháy Thu được CO2 nước Và Na2CO3 Số mol đây đề bài cho là 003 thì đây em đi bảo toàn uh, natri, bên này 2 natri. Nếu một natri thì em cân bằng 2 Thì chuyển ở số mol qua đây thì nó là 0,06. Như vậy đây 0,06. Và đây là 0,06 dựa vào dữ kiện 5,76 em tìm r dựa vào dữ kiện 3,6 em tìm r phải bây giờ em sẽ có như sau khối lượng mon của RCO này à, R mình đặt x. CO là 44, na là 23 Bây giờ sẽ bằng này. Tổng khối lượng của chúng ta là 5,76 này. Chia cho 0,06. Rồi, ở đây mình tìm được R bằng 29. 29 thì nó là C2H5. Tiếp tục chúng ta là R phải OH, OH là 17 bằng 3,6 chia cho 0,06 ở đây em tìm được R phải bằng 43 43 thì nó là C3H7 như vậy tay chúng ta bây giờ gồm có 1C 2C 3C thì tổng ở đây bây giờ nó là 6C C6H 12O2. Có đúng bây giờ mình chọn là cô D. Được chưa? À, câu này bạn uh, thầy muốn nhắn mạnh cho bạn một điều đó là gì? Khi chúng ta đấu cháy hoàn toàn mối tức là có số mol của NH2 số 3 thì chúng ta sẽ tức mol mối và có mol mối thì chúng ta được mol nào hát luôn em nha. Và toàn natri, được chưa Natri lúc đầu nằm ở nào hát về muối và cuối cùng về đây. Được chưa nào? Và nhớ thầy là khi đấu cháy muối này thì ngồi CO2 và nước chúng ta thu được NA2 số 3 em nhé đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý trong bài toán này thì giải thích lại cho những bạn theo không kịp ở chỗ hồi nãy này ở đây R chúng ta là C2H5 CO R phải là C3H7 mình gom lại thì đây là C6 này H12 này O2 này đây chưa nào